dịp cuối năm, Sun Won Hon Thom mang đến ưu đãi vô cùng ấn tượng để du khách thưởng thức trải nghiệm có 102 tại thị trấn Hoàng Hôn, Nam đảo Phú Quốc. Show trình diễn công nghệ đa phương tiện Kiss the Star nụ hôn giữa ngàn sao. Vé xem show Kiss the Star đang được áp dụng đồng giá, chỉ còn 150.000 đồng đối với du khách cao từ 1m trở lên. Trẻ em dưới 1m được miễn phí. Chương trình ưu đãi kéo dài tới hết 22 tháng 12 năm 2023. Kiss the Star ra mắt cuối năm 2022, lần đầu tiên mang đến Phú Quốc và Việt Nam show trình diễn đa phương tiện tân tiến hàng đầu thế giới, sánh ngang với các show diễn lừng danh như Wing of Time tại Singapore và Legend of Panggu tại Trung Quốc. Trong 30 phút trình diễn, show sẽ đưa du khách bước vào cuộc chiến đầy cam go của chàng trai trái đất và nữ vệ binh giải ngân hà trước thế lực đen tối để bảo vệ vũ trụ. Kiss the Star là một đại tiệc của hiệu ứng lửa, nước, laser, ánh sáng, âm nhạc, pháo hoa kết hợp với sân khấu trên màn nước biển lớn nhất châu Á và hệ thống 3 vòng chiếu. Show đưa du khách vào vũ trụ ảo với trải nghiệm sống động từ sức nóng của lửa đến vụ nổ nước, tạo nên những cảm xúc đa dạng. Sân khấu Kiss the Star không giới hạn về không gian, đưa du khách vào hành trình du ngoạn vũ trụ đầy sống động. Đặc biệt, màn kết của Kiss the Star cũng vô cùng chịu chơi khi trình diễn pháo hoa với thời lượng gây ấn tượng cho khán giả.